Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái bút thư điện mà mình mới chế tạo ra. Bút này nhìn đơn giản nhưng có rất là nhiều chức năng. Chức năng thứ nhất là nó giúp chúng ta xác định được dây nóng và dây nguội đối với điện 220V. Đây, giờ mình sẽ test thử các bạn xem nhé. Nếu mà dây nóng á, thì đèn sẽ sáng, còn dây nguội đèn sẽ không sáng. Bây giờ như vậy chứng tỏ bên này là dây nóng này, bên này dây nguội này. Rồi mình sẽ đổi ngược lại các bạn xem nhé. Đây, đây dây nóng này, đó dây nguội này. Chức năng thứ hai là nó sẽ xác định được cái điểm đứt ngầm nhé. Ví dụ đây là cái đèn đang sáng là điện 220V này, đang còn sáng nha. Rồi bây giờ nó không sáng là nó bị đứt, không sáng là nó bị đứt, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng cái bút này, mình sẽ đo luôn. Đây, dương đây nè. Đấy, qua đây nó tắt nè, chứng tỏ vị trí này nè, ngay tại vị trí này một bên thì không sáng, qua đây nó sẽ sáng. Đó thì mình sẽ tìm được chính xác cái vị trí đang bị đứt nhá. Chức năng thứ ba là nó sẽ giúp chúng ta xác định được cái đo cái dây này có còn thông mạch hay không. Thì chúng ta có thể dùng cái đầu này nè, sau đây có một đầu chúng ta chạm vào, và đây đấy, chúng ta chạm vào nó sáng. Thì lợi dụng vào chức năng đó, chúng ta sẽ test được cái vị trí dây này nó còn tốt hay không. Đây, đây là dây của cắm mình nhé. Đấy, rồi mình sẽ test thử này, cắm vào rồi đúng không? Rồi mình chạm vào cái phía sau này, một dây mình chạm này. Đấy, điện tích thì nó sẽ chớp vậy thôi. Rồi nhưng mà dây này chính xác của nó thì nó sẽ sáng liên tục. Bây giờ hay không? Đấy, điện tích nó sẽ chớp một cái. Nếu mà không có thông thì nó sẽ không có chớp đâu, nó sẽ không có tích. Rồi tiếp theo bây giờ dây này, bây giờ lại là bên này đúng không, bây giờ bên này. Đấy, thấy không, mình sẽ tắt cái công tắc thử xem nó là dây nào. À vậy dây mà công tắc là đang ở vị trí này. Rồi mình sẽ thử trở lại. Đây, dây công tắc này, dây này qua công tắc. Đấy, thấy chưa? Rồi. Cái chức năng thứ tư là nó có thể phát hiện được cái điện tích. Đây, mình sẽ quẹt lên cái tóc của mình thì sẽ thấy nó chớp đèn đấy các bạn. Đây, quẹt lên tóc nó sẽ chớp, thấy chưa? Đó là phát hiện có điện tích. Rồi thêm chức năng nữa là nó sẽ phát hiện được cái khu vực có điện. Đây, cái quạt này đang có điện này, khi đưa gần tới thôi, gần tới thì đèn sẽ sáng, và đưa càng gần thì đèn càng sáng. Đó, thấy chưa? Đấy, rất là sáng luôn các bạn, thấy chưa? Cực kỳ sáng, điện đang có nhá, 220V đấy. Rồi cái bút thư điện này có 5 chức năng nhá. Các bạn nào mà thích cái này thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0347973381. Mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.